Tổng kết sản xuất năm 2023, hơn 3.500 người lao động tại Công ty Cổ phần May và Dịch vụ Hưng Long có thưởng Tết bình quân từ 26 đến 27 triệu đồng một người. Đây là mức thưởng Tết cao nhất so với các doanh nghiệp sản xuất gia công hàng may mặc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Những năm qua, Hưng Long là doanh nghiệp tiêu biểu về chăm lo tốt đời sống công nhân lao động. Hàng năm luôn nằm trong top đầu các doanh nghiệp may trên cả nước có thưởng Tết cao. Năm 2023, dù doanh thu giảm 10% so với năm trước, nhưng thưởng Tết công nhân chỉ giảm 5%. Mặc dù một năm rất khó khăn, nhưng các cái chỉ tiêu thì vẫn duy trì ở cái mức là tương đối tốt. Rồi là thưởng Tết cho anh em cán bộ nhân viên trong cái dịp Tết thì cũng sấp xỉ khoảng 26 đến 27 triệu trên người. Thì tôi cho là đấy là một cái nỗ lực rất cao của toàn thể cán bộ nhân viên. Tín hiệu vui khi đơn hàng đã ký đủ 6 tháng đầu năm. Để mở rộng quy mô sản xuất, doanh nghiệp có kế hoạch tuyển dụng thêm 300 lao động mới cho hai nhà máy tại phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào và xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu. Các sản phẩm may là hàng t-shirt, jacket, áo bơi xuất khẩu sang Mỹ, Nhật Bản và châu Âu.